Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tôn Tân Hoa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với viện Nguyên Lão để phục hưng lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã quyết định chuyển đổi cái thể chế chính trị của chúng ta từ nền quân chủ sang nền Cộng Hòa. Ở đây, Republic, chúng ta đã chuyển đổi thể chế chính trị của chúng ta sang nền Cộng Hòa. Và cái điều đó chúng ta nhận được đó là chúng ta bị giảm rất nhiều về lòng trung thành của các phe phái. Khi mà dân chủ là đi lên thì có nghĩa là một cân bằng nó sẽ đem lại cân bằng thì đương nhiên là tất cả các phe phái đều có quyền lợi như nhau. Nên dân chủ được thiết lập thì lúc đó chúng ta không thể dùng áp lực để chúng ta giải quyết được, mà chúng ta phải sử dụng chính các cái chính sách chứ không thể áp đặt trên các phe phái khác nữa. Đấy là dân chủ đấy các bạn ạ. Và ai đó thích dân chủ thì không biết, chứ với mình thì mình thấy rằng dân chủ đó gửi đi phát triển. Thôi được. Gửi đi phát triển dư đê. Hết tiền à. Bây giờ làm nào để sang trung thành của các phe này lên thì mình chưa biết. Có điều là bây giờ cái trung thành của nó thấp như vậy thì mình sẽ phải xem các cái vùng lãnh thổ nào. Lãnh thổ nào có thể hỗ trợ được. Tạm thời mình sẽ bỏ mấy cái vùng này đi để hỗ trợ cho các cái vùng này. Ây, căng. Đây, chúng ta sẽ xem cái tình hình ảnh hưởng của các phe phái đối với các vùng đất thì như thế nào. Thì chúng ta cũng vào cái tab này. Đây là tình hình ảnh hưởng này. Chúng ta là ra phe Pompey, cái màu đỏ này. Và còn cái màu xanh này là của phe Patrick này. Patrick này đây. Nó ảnh hưởng ở cái vùng này. Phe Viri xanh ở đây, vùng Syria này. Còn Viri Protection này này, nó ảnh hưởng hết cái vùng này. Ngày nay đây, một cái giải như này. Về ưu tiên ấy thì các bạn đối với những cái khi bạn đã chuyển sang thể chế Cộng Hòa thì cái trung thành của các phe nó rất thấp, thì các bạn cần phải có sự đảm bảo và lòng trung thành thì các bạn chọn các cái hỗ trợ của vùng, là cái này nó sẽ tăng 10% cái trung thành của cái phe đó lên. Đương nhiên mình sẽ phải chọn rồi, nhưng mà đây cũng chưa có vẻ là đủ so với chúng nó. Thôi được rồi, cứ để qua tình hình xem như nào đã. Thì giật trước kết thúc bằng mình việc mình đã vây các cái thành này rồi, có lẽ mình sẽ cho thêm một quân đoàn xuống đây để có thể yểm trợ cho cái lực lượng đóng quân ở dưới này, ngăn không cho thằng này nó có thể nó sẽ tấn công vào cái thành này. Lúc nào cũng vậy, mình luôn luôn có lực lượng dự bị để đề phòng những trường hợp bất chắc. Và như trường hợp này cũng vậy, bây giờ mình sẽ tấn công vào đây. Tướng 5 sao này mà toàn giáp vàng như này là nguy hiểm đấy. Chúng ta sẽ khó đánh, mới đánh nhau với một cái vùng mà nó toàn xạ kỵ như này, các bạn phải đánh cẩn thận, nếu không là có thể mất quân rất nhiều. Đánh nhau với mấy anh dợ ấy các bạn, nó chỉ biết chặt chém thôi, ngoài ra nó không có cái gì ghê gớm cả. Nhưng mà đánh nhau với mấy thằng phương đông này, chúng ta mà điều quân không cẩn thận là có thể bị thiệt hại rất nặng do tính cơ động của chúng nó. Người La Mã đã từng nhận một cái thất bại cay đắng ở và dẫn đến cái chết của người giàu nhất trong lịch sử La Mã vì dám coi thường Pa Tư. Có lẽ mình sẽ triển khai quân từ hướng này để có thể hạn chế tối đa sự cơ động của kỵ binh xạ kỵ của phương đông. Nói chung mình sẽ cố gắng trận này mình sẽ không đánh phòng thủ mà mình sẽ đánh tấn công và tấn công cực nhanh. Có thể là như vậy. Mà chắc chắn phải như vậy, mình sẽ không phòng thủ đứng ở bên ngoài lập cái đội hình thang như mọi khi đâu. Bởi vì như vậy thì rất là không cơ động.
mà để cho xạ kỵ của phương đông nó ra nó quầy quần cho thì chắc là một lúc thì quân đội của mình cũng nát rồi. Và khả năng cao là mình sẽ cho quân đội đi ra ngoài tấn công ngay lập tức khi có thể. Mình đặt ở chỗ này thì hoàn toàn khu này là nó không tấn công được mình này, gần như nó sẽ không triển khai quân ra. Đây nó tường thành rồi, nó chỉ có cơ động qua hướng này, hướng này, hướng này thì mình sẽ tự chủ công thì nó sẽ không thể đi được hướng khác. Mình nghĩ là như vậy thôi chứ còn thực tế chiến trường thì chưa ai biết trước được. Có lẽ mình sẽ cho một cánh quân ra đây để đề phòng. Heavy Onager tấn công vào các cái đơn vị tầm xa nó cho anh. Tướng thì ở đây. Rồi, các đơn vị ở đây. Chúng ta sẽ không thể vội vàng được, mình sẽ tiến một cách từ từ thôi. Chúng ta cứ chân tranh thủ pháo để loại bỏ bớt cái đội. À đây rồi, quan trọng nhất là bọn xa kỵ này. Rồi. Voi thì thực ra mình cũng không sợ. Nó có các đơn vị. Rồi, chúng ta đã bắt đầu tiếp cận gần đối phương rồi. Mình nghĩ là bắt đầu phải có test studio rồi. Mình bắt đầu thấy chúng nó bắt đầu bắn tên rồi. Đây, nó búp kìa. Đánh nhau với phương đông này chúng ta phải lập test studio mà tiến lên, nếu không là ăn no tên đấy. Tấn công. Chúng ta sẽ sử dụng cung thủ để đáp trả lại các đợt xạ kỵ của đối phương, bởi vì cung thủ của chúng ta cũng thuộc dạng rất mạnh. Mình nghĩ là chúng ta không phải sợ đâu. Rồi, cung thủ của chúng ta thì có thể đáp trả được. Đây nữa. Bộ binh của chúng ta cứ từ từ mà tiến lên thôi. Bộ binh sẽ tiến dần đến khi nào mà cung thủ ngoài tầm bắn không thể tấn công được chúng nó thì lại tiến tiếp. Rồi. Orders. Fire. Prepare to fire. Chúng ta sẽ tận dụng các cái đơn vị tầm xa của chúng ta để tiêu diệt chúng càng nhanh càng tốt. The battle is turning in our favor. Mấy con roi voi bị tên bắn vào nó sẽ nổi điên. Nói trước cái bọn voi này thì mình không sợ. Mình bỏ fire wheel thôi. Phá bắn tập trung vào cho anh. Tập trung. Có vẻ như cung thủ của chúng ta đã tiến quá gần. Mình nghĩ là bộ binh cần phải tiến vào thêm. Và có thể pháo lã vào đằng này. Cung thủ của chúng ta đã bị áp sát quá. Với cái binh này của nó ngu đòn rồi, xông vào đây thì chết. Ăn làm sao được. Testudo. Chúng ta sẽ làm tường nữa. Bình tĩnh đi. Mấy thằng cung thủ này làm gì mà xông xa thế? Đây thôi. Tấn công các con đơn thì làm sao đó. Nhanh. Phá rồi, lã đây.
Nó bắt đầu di chuyển kỵ binh ra đây à? Nói trước thì bộ binh cận chiến của nó thì mình cũng sợ. Hoặc là kỵ binh cận chiến cũng vậy, cũng sợ. Nhưng thực sự mà nói các đơn vị tầm xa của nó thì mình khá ngán. Mình nghĩ là phải giết thằng tướng nó trước đấy. Đây rồi, giết tướng nó đấy. Tướng nó cũng là một đội xạ kỵ. Mình chỉ không biết là quân của mình nó chịu được bao nhiêu lâu. Nói chung mấy thằng bộ binh phương đông này thì hoàn toàn không phải đối thủ của Lưu Dương Nam ạ. Và kết thúc rất ngọt. Và xin mời anh ra sau. Vào đây, ai à, vừa vẫy kiếm lên, vào đây, kinh nhau. Chà, chúng ta bị bắn tên. Khá rát. One of our units has used all its ammunition. Chúng nó mất tinh thần rồi. Vô ta cho anh. Một phát sốc thế mà đã mất tinh thần rồi. Yếu thế. Ôi ôi. Mặt tên mình hơi rát nhỉ. Đây, bọn xạ kỵ này. Mấy thằng xạ kỵ. Tấn công pháo của mình cơ. Liều vãi chưởng. Pháo mình hết đạn rồi, tấn công làm gì? Bắn bọn này. Nó tấn công tầm xa gớm lắm. Các đơn vị tầm xa nó gớm lắm. Xong hết rồi. Có vẻ như sợ rồi. Sợ à? Ây à. Các đội bị xạ kỵ rất nguy hiểm. Nói chung những trận đánh kiểu này bởi vì chúng nó sẽ không tiếp cận chúng ta đâu. Trừ những đơn vị cận chiến lúc nào thì không đáng ngại, nhưng mà những đơn vị khác của chúng nó gần như nó không tiếp cận mình mà nó cứ đứng từ xa nó rỉa. Nên là các bạn mà không có lính cận chiến mà sử dụng đội hình Testudo thì thực sự là hơi vất vả để khi chống bọn này đấy. Bây giờ thì âm 17 điểm thì nó cũng là một con số đáng ghê. Nguy cơ chiến tranh là 1%, nguy cơ nội chiến 1%. Không sao lắm, nhưng mà thôi được, cứ để qua cái lượt này đã xem tình hình tiếp theo như nào. Nguy cơ thì chắc là thì gọi là nguy cơ thôi, chứ còn để mà xảy ra chiến tranh thì chắc là chưa. Hình như mình còn đang vây một cái thành to nữa thì phải. Chưa biết tình hình nào, nhưng có lẽ mình sẽ tấn công từ hai phía, bởi vì mình đang có một quân đoàn đã tiến đến khu vực đó. Vì thành to mà nó lại nó phun quân phòng thủ như vậy thì sẽ rất là khó khăn khi chúng ta tấn công. Rồi.
Republic Riot. À rồi, mấy thằng chư hầu của mình đã bỏ chiến tranh với nhau rồi. Thằng này vẫn chiến tranh với thằng Ai Cập. Nói chung thì cái thằng này hình như nó cũng không ưa ai. Để mà nói thì thanh niên này cũng không sợ ai đâu. Mình hoàn toàn có thể bảo vệ nó mà. Rồi, chúng ta sẽ đưa quân đội của chúng ta lên đây. Giám sát ở cái vùng này. Chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho cái khu vực này. Quân nổi dậy à? Hoàng đế ra tay. À, chúng ta không còn làm hoàng đế nữa rồi. Bây giờ chúng ta đã chuyển sang nền Cộng Hòa rồi thì nó sẽ không còn là hoàng đế nữa. Để mình xem bây giờ quân của mình nó gọi là cái gì. Xem người đứng đầu của chúng ta bây giờ gọi là gì. Đấy, không còn chữ Emperor nữa rồi. Santo Pompei Marcus de Restor. Đấy, chúng ta không còn là, chúng ta bây giờ chỉ là một pháp quan bình thường thôi. Rất thú vị, một pháp quan. Rồi, cái này sẽ cho chúng ta cái điểm trung thành. Bây giờ thì chúng ta cần điểm trung thành để nó tăng lên một xíu. Trung thành lên thì nó mới giảm nguy cơ xảy ra nội chiến được. Hết tiền rồi. Không phải hết tiền, nhưng mà bây giờ bạn xem trung thành và các phe phái mức độ ảnh hưởng nó như nào. Đó, bây giờ thì cái vùng này là ảnh hưởng của mình. Thế mà bây giờ cái vùng này thì là ảnh hưởng của thằng này. Là hoàng ghê nhỉ. Đấy, bỏ vùng này đi. Vùng này rồi. Đây, Ai Cập. Cập nữa không được. Đây rồi. Đây rồi. Chưa được. Còn cái vùng nào nữa nhỉ? Vùng nào hỗ trợ? Hết rồi. Corsica. Chúng ta phải mất một lượt để mới bỏ được cái đó à? Để cho hỗ trợ ra vùng Syria này đúng không? Rồi, tập trước là mình đã vật trước là mình đang vây cái thành này. Quân đoàn này tiến đến. Rồi, chúng ta sẽ có hai quân đoàn tấn công cái thành này. Đây sẽ là một trận đánh cực lớn. Quân địch nó có trong thành và tướng nó khá nhiều sao. Quân của nó rất nhiều xạ kỵ nữa. Phải có những trận đánh lớn nó mới sướng. Cái thành này của nó hơi phức tạp. Ai chà. Ôi, thành này đi vào lại còn nước non này kìa. Quân đồng minh tiếp viện từ bên này. Hay đấy, trận này nó đánh hơi bị mệt đấy. Mệt nhưng mà vui.
Trận này chắc là mình sẽ đục tường vào thôi, mình không cần xe bắn đá đâu. Các bạn là như vậy. Đội lính này là armor. Melee infantry. Grouped and ready. Archers. Ready. Ready and waiting. Chúng ta sẽ lại có cả quân tiếp viện. Và cái điều thú vị là hai quân đoàn này có hai đội kỵ binh khác nhau. Một đội sử dụng Praetorian, một đội này sử dụng Group Horse của Sứ Gô. Và đội gì thì cũng được, cũng vẫn làm sao phá nhiệm vụ nó cũng giống nhau thôi. Our reinforcements have arrived. Quân tiếp viện đang vào từ hướng kia. Đại chiến cả hai cánh quân. Phát nữa là sập. À, tiến vào từ hướng này à? Phá tháp canh cho anh. Ai chả? Ai rồi, chúng ta sẽ đánh từ hai đầu à? His tower has been destroyed. Phía bên kia những người anh em của chúng ta đã phá được tường thành rồi thì phải. Nó tiến ra đây đội sạc binh núp. Phá tường thành để chui vào đã. Chả, bây giờ nhìn khó rồi nhỉ. The walls are breached. Attacking Testudo. Ballista. Trận này căng nha, quân địch sẽ phải phòng thủ từ hai phía. Cánh bên này cũng không vội vàng gì nhỉ. Chúng ta cứ từ từ tiến vào thôi. Bọn này thích đứng trên tường à? Phát nữa sập. The walls are breached. Mày thích đứng trên tường. Melee troops. We await your command. Legionaries. Battle group awaiting orders. Melee infantry ready. Quick march. Cứ cái đội hình Testudo này mà chúng ta tiến vào thôi là chúng ta ăn chắc, không sợ. Ta cứ phá tan nát nhà nó ra đấy. Bọn này chạy đâu ấy? Bắt
đầu bắn tên mày chết. Bắn đây đã. Chúng nó còn đứng trên này, chúng nó ăn sập tường rồi, nó bị chết. Chắc bắn hết thì hết đạn đấy. One of our units has used all its ammunition. Chính xác. Bên này phát nữa là sập. Mà tan nhà chúng nó ra đã. The walls are breached. Trọng pháo chúng ta bắn tới rồi cả. À tốt. Pháo phía bên này cũng bắt đầu bắn tấn công rồi. Tấn công. Sons of Mars. Melee infantry at your command. Advance at speed. By your command. Take aim. Legionaries. At the double. Tiến vào, Testudo cứ dựng lên. Không phải xoắn. Cứ tiêu diệt hết chúng nó đi. Dựng Testudo lên là được. Có thấy quái nào bắn sập hai bên rồi, tháp thì chưa sập. Vãi cả pháo, ui dồi ôi, bắn kiểu gì ấy. The walls are breached. Tường sập sư rồi mà tháp còn chưa sập. Mình có phải bắn không bằng pháo đầy đầu ấy. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng đội quân cho nó vào trong. Nó dám xông ra à? Gan to nhỉ. Đây, bắn bên này em ơi. Bắn nốt cái tháp bên này. Bên này thì... Eagle Cohort. Noble Horse. Trời ơi. Cái khẩu pháo này bắn chính xác cực thấp đấy. Archers. Understood. Ready. Cứ test Testudo mà tiến vào thôi. Testudo mà tiến vào thôi. Quân trong thành mà nó vẫn đông đấy. One of our units has used all its ammunition. Không phải đối thủ của chúng ta. Con này không đủ tuổi để đấu với đội vũ binh của La Mã. Cái lùn nó lên. Từ từ thôi. Tower. Tấn công. Đây toàn các đơn vị tầm xa đó.
Let's do it all. Bắn. Eagle cohort. Advance at speed. At the double. Đây nó có cái tháp canh này. Xem nào. Đủ. Tiến lên. Testudo. Cứ dựng đội hình Testudo lên. Cứ tiến lên. Binh của mình cho có lẽ cũng phải vào dần thôi. Cận chiến của nó thì chúng ta không sợ. Orcot à mạnh phết đấy. Orcot này chúng ta chỉ cần diệt bọn xa kỵ thôi, còn bộ binh cận chiến của nó đấu hết. Bọn này mà bắn cho anh. Đúng rồi. Rồi. Chống tên tuyệt vời luôn. Tiến vào. Đội cung thủ số 9 rồi. Bắn vào này. Ôi. Đánh vào này sao nào. Chà, cung của mình cũng gần hết tên rồi. Còn xạ kỵ của nó vẫn đông quá. Tiến lên. À, không được, tiến nữa lên bây giờ quân của mình sẽ áp sát được. Nguy hiểm. Chúng ta vẫn giữ được đội hình khá tốt. Nếu mà không sử dụng đội hình Testudo để tấn công đánh nhau bọn phương đông thì mệt lắm. Rồi. One of our units has used all its ammunition. Chiếm lĩnh cổng thành. Ủa, nó bắn được tháp canh nó bắn này. Quân bên này của nó ở đâu chưa nhìn thấy. Dừng tay. Rồi Testudo. Cứ Testudo mà tiến lên. Bây giờ mấy thằng bộ binh. Bộ binh thì kỵ binh lùa tốt. To a man.
Đúng rồi, và bút tinh thần cho binh sĩ các anh. Rồi. Chúng ta đã chiếm được cái cổng thành rồi kìa. Gớm nhỉ. Tướng của nó này, ăn luôn anh em. We have captured a tower. Ủa, cái bên này mới là, cái bên này mới là vất. Swan. Ôi, chỗ này mình muốn đi sang thì mình lại phải đi qua cái cầu à? Ghê nhỉ, thành nó rộng thế. Cái thằng phương đông này bỏ chạy hết rồi ạ. Chạy à? Rộng quá. Tàn sát nó đấy. Tàn sát chúng nó luôn. Hai cánh quân của mình đang gặp nhau rồi. Bỏ chạy à? Archers. Eagle cohort ready. Brave Romans to a man. Elite cavalry. Our enemy have lost a victory point. Rồi. Ai à, chúng ta đùa nhỉ, nó đến con đường cùng rồi. Nó hết đường chạy rồi. Đội số 1 này vẫn cứ là đội chiến nhất này. Đánh đến cùng luôn rồi. Chạy ra khỏi thành à? Chạy ra khỏi thành thì chúng mày thua luôn. Chiếm cổng thành. Rồi, chúng ta đã tiến chiếm được cái thành nó rồi. Nó chạy quân hết đi rồi. We have captured a tower. Nó chạy đi đâu? Bắt canh này chưa chiếm được hoàn toàn. Chưa kéo được cờ lên. Bắn đi. Rồi, thành này đã trở thành thành của La Mã. Mày chết. Tháp canh bắt đầu bắn. Mày chết. Thanh niên này chạy nhanh thế. The enemy fort will soon be ours. Tướng mà bỏ thành à? Nhục thế. Vâng, trận công thành này chúng ta chỉ mất có
300 quân. Một tổn thất khá nhỏ khi mà phải đấu với đội xạ kỵ phương Đông ấy. Các bạn cứ sử dụng cái đội hình Testudo mà tiến vào. Nói chung khi các bạn đánh sang phương Đông thì các bạn cứ Testudo mà đánh. Rồi chúng ta sẽ phát triển quân đội lên một chút xíu. Ai chà, cái vùng này thì nó hỗ trợ vào cái gì? Xây dựng à? Thu nhập. Nó không phát triển, phải là vùng để phát triển nhà lính. Mà mình sẽ không ưu tiên cho cái vùng này để nhà lính làm gì. Có thể mình sẽ đánh tiến chiến tiếp nhưng mà trung thành của các phe khá cao nhỉ. Cho đi làm ngoại giao xíu. Ôi, đi làm ngoại giao tốn tiền quá, thôi cho nó đi an dân vậy. Mà dân chỗ nào cũng an thì làm sao mà phải an nhỉ. Cho nó đi an dân này. Đấy, ngoại giao bây giờ toàn 9.000 rồi, cho nó đi an dân. Vùng nào cũng an thế này thì hết vậy. Hết phải an rồi. Phe này nữa. Thằng này thì cho nó đi bắt trận. Đây, vùng như này. Vùng nào lương thực bị âm, cho đi phát trận lương thực. Trận lương thực có vẻ rẻ. Nó cũng ngang ngang nhau. Cái nhận được đều là 8 Carpitus và 5 trung thành. Rồi gọi để mình xem tình hình trung thành của các phe là thế nào đấy. Rồi các bạn thấy chưa? Với cái chính sách chính trị của mình, nền điều hành cái nền chính trị của mình đã đưa lại được một cái sự thỏa mãn của các phe phái khi chúng nó nhận được cái mức độ ảnh hưởng, mức độ đáng chấp có thể chấp nhận được khi mà mức độ trung thành của các phe phái đã tăng lên đáng kể. Và bởi vì cái nền trung thành cao như thế này thì chúng ta sẽ có cơ hội để có thể tiếp tục cho những cái việc khác. Và việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là ổn định các vùng này. Ổn định đã. Quân đoàn này thương nhẹ, có thể mình sẽ tấn công tiếp vào cái làng này được. Nó cũng không tương nặng lắm. Ngoài đội cung thủ mà cũng không khá nhiều quân nhỉ. Không sao cả, ăn được. Và khá nhiều xạ kỵ. Kỵ đánh lao thôi, không phải xạ kỵ. Mình nghĩ là mình sẽ tiến đến phương Đông ở đến cái vùng này. Có thể là vùng tiếp theo, bởi vì là vùng tiếp theo nó sẽ có cái hỗ trợ tăng 10% đam cho các đơn vị tầm xa khi được tuyển. Nhưng mà mình không biết là ở đây thì mình tuyển được cái đơn vị tầm xa gì. Thế nhưng cái vùng này nó có rất lợi thế nếu mà chơi các faction phương Đông. Khi nào căn bản lính tầm xa nó đã rất mạnh rồi, lại được thêm hỗ trợ nữa thì tuyệt vời. Nếu mình tấn công nó vào từ hướng này, quá rộng, quá nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta lên tiến vào một cái đường hướng càng hẹp càng tốt. Càng hẹp càng tốt, theo mình nghĩ là như vậy. Đội cung thủ của chúng ta bị thương một chút xíu, không sao cả. Lopas đứng đây. Tướng đứng đây. Pháo thì đứng đây luôn. Để cho nó gần. Còn là bộ binh chúng ta cũng phải di chuyển. Lên nào. The double!
À, một thằng đệ thôi. Một thằng đệ phương đông. Từ từ, nó chưa ra đâu. Anh em cứ lên đã. Trận này thì là các đơn vị Eagle Cohort. Chúng ta sử dụng rất nhiều các đơn vị lính dương khác nhau đúng không? Thế là cho nó đa dạng mức độ. Chứ lúc nào độ cận vệ thì nó nghe có vẻ không hợp lý lắm. Bởi vì chẳng có lý do gì mà đánh nhau suốt ngày có độ cận vệ cả. Cận vệ thì nó chỉ có số lượng có hạn thôi. Lý thuyết nó là như, à, thực tế nó là như thế, nhưng mà trong game thì chúng ta có thể tuyển được khá nhiều. Mình sẽ tuyển. Romans ready for duty. Heavy on again. Now. Fire at anyone. Archers. By your command. Tấn công này. Tấn công các đơn vị tập xa của nó chứ. Nhanh. Missiles awaiting targets. Ta có test từ đâu rồi ta? Không ngại bọn chúng nó đâu. Bên này đó. Pháo thì cứ bắn vào đây nhiệt tình. Oh, bắn vào đây đi. Ôi, đội trong này mới là lắm sợ kỹ. Đừng sợ. La Mã có test studio mà. Nó đang rút quân dần. At speed. The battle is turning in our favor. Missile infantry at your command. Fire on the enemy. Tiến lên đã. Làm chủ tình huống nhá, tình hình đã. Noble Hearts! Double time, ready! Xong rồi, đội xạ kỵ này của nó đã xong. Tudo, tiến vào! Archers! Faster! Reload! Tiêu diệt! Nhanh! Hạ đội xạ kỵ của nó nhanh! Bộ binh cận chiến của nó thì cứ việc xông vào, chúng ta không sợ luôn. Đây. Pháo chúng ta bắn được vào đây thì tốt. Bắn luôn. Bọn ngoài này nát rồi. Vào đây. Anh hùng mới nổi này mới xông ra này. Ngay bọn này nó lém lao chết mất cái giường mình đấy. Archers, battle ready. Nó đi tiến ra hướng này à? Missiles awaiting targets. Jupiter gives us strength. Eagle cohort. The enemy general is dead. Mày nghĩ tao sợ mày ư? Melee troops awaiting orders. Jupiter gives us strength. Mày nghĩ tao sợ mày à? Marching order. Attack that position.
position! Archers! Look out! Ôi dồi ôi, pháo của mình bắn sướng thế. Đã tầm tay luôn. Xong rồi, tan nát đội hình luôn. Không đấu được với mình à? Bị tấn công từ hai hướng à? À, 94 thằng. Cứ từ từ mà tiến vào, các bạn thấy chưa? Không vội vàng được đâu. Anh em mà chơi mà đấu phải với đội hình mà nó có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 10 đội kỵ đánh lao này thì cảm thấy rất khó chịu luôn đấy. Bình thường nếu các bạn không có chiến thuật hợp lý, các bạn sẽ đánh với chúng nó rất khó chịu. Với mình thì nó không thành vấn đề. Rồi. Tướng cứ thắng trận như thế này thì quân kiểu gì mà chẳng trung thành cao. Rank cho Upon, cho lính được tuyển, cho Egan. Những công trình này nó không nằm trong hệ thống công trình của La Mã, chúng ta sẽ phải hủy đi ạ. Vậy một phát chiếm được 3 thành luôn, kiểm soát toàn bộ cái vùng này rồi. Cái vùng này không cần cái hỗ trợ này nữa. Sao không tắt được nhỉ? Cho sang bên này, vùng này đang cần. Sao là hết rồi, thôi được, chả sao cả. Tình hình nhà quân địch bây giờ nó cũng không còn đất để mà lo. Nó đã bị tấn công đến tận đây rồi. Bây giờ thì thằng chư hầu của mình nó đánh đến đây rồi. Phía dưới này thì chưa biết mấy ông đệ mình định làm gì, nhưng mà khả năng nó cũng sẽ đánh tái chiếm được. Khi mà lãnh thổ của mình áp sát đến đây rồi thì cái khu vực bên dưới này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt thôi. Đấy là việc của mấy anh Trung Đông chuẩn bị để đón chuyện nhận. Còn chiến trường phương Bắc để tấn công thành này à? Không sao, quân đội của chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi rồi. Cố gắng bạn duy trì ổn định ở khu này. Úi dồi, đây còn quân đoàn nữa. Vậy thì thật khó cho các đội bạn. What? Từ từ. Xử lý nó cái đội nổi loạn này, giúp thằng chi hầu cái. Còn quân đoàn nào đóng ở đây không? Chắc là không. Thế là được rồi, quân đội của chúng ta đã quá đông. Mình nghĩ là cũng không cần thêm quân nữa đâu. Đông quá cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Thằng này bị quay chặt ở đây rồi. Khi phía bắc này thì hai thằng chư hầu của mình nó chia nhau quản kiểm soát cái vùng này à? Hạm đội này của mình ở đây có lẽ không cần nhiệm vụ nữa, bởi vì khu vực này an toàn rồi. Nó đánh đến tận đây rồi. Vùng này là vùng lõm. We
Thanh niên này đứng cắm trại đây á? Liều thế? Định liều ăn nhiều à? Chỗ này easy quá nhỉ? Easy quá. Cấp 3. Quân đoàn cấp 2. Tuyệt. Chưa hồi phục hoàn toàn. Mình có khá nhiều quân đoàn đấy nhỉ? Đây còn quân đoàn nữa này. Thằng này nó có quân đoàn đây nhưng chắc gì là đánh được ai. Rút về đây tạm đã. Phòng thủ đã. Đủ lực lượng để có thể áp đặt mất lối chơi luôn. Chiếm đi cô. Nó còn có mấy tỉnh đây thôi mà. Ây chà. Năm 13 sau công nguyên. Theo lịch sử thì đây là thời kỳ mà chuyển sang đến nền quân chủ, thì mình đã đi ngược lại với lịch sử khi mình quyết định chuyển nó về nền Cộng hòa. Republic. Sức mạnh của nhân dân. Nền Cộng hòa là sức mạnh của nhân dân. Cái này kinh nhau. Thôi được rồi, qua lượt đã. Thật tuyệt vời. Các hạm đội của mình ở phương Bắc bắt đầu. The storm has raged long enough, and now at your agreement. Không chịu làm chư hầu của anh thì e là không thể. Không thể có một điều gì có thể cho mày mà khi mày không chịu làm chư hầu của anh. Mấy cái đảo của bọn anh này có vẻ là cộng 5 trung thành à tốt. Ready for battle. Ôi, thanh niên này tấn công nhanh thế. Thằng này nó chiếm lại được cái tỉnh này rồi. Nó khôi phục được lãnh thổ đó rồi. Are you brave or foolish? Bọn này chiến tranh với bọn phương Đông thì nó sẽ tăng dần cái điểm ngoại giao với mình lên. Nó thân với bọn những cái faction ở phương Đông rồi. Thanh niên này thì Greetings. We are civilized folk. So you may speak as you wish. These people are a danger. Your generals are well placed to trample these insolent wretches. Can you do this? My thanks for your careful deliberations. I go to offer sacrifice to Athena, who has blessed us all with wisdom. Thanh niên này cũng không ưa bọn anh lắm. Cái chính mình làm cái này thì bây giờ hai cuối cùng thì Ai Cập nó cũng sẽ ưa mấy thằng ở phía đông này, các cái liên minh phương đông này của mình ấy. Có cùng chung kẻ thù. Xây dựng nhà cửa lên cái đa nào. Ôi ôi, vùng này xây nhiều thứ thế.
xây nhiều thứ thế. Hết cả tiền. Hết tiền rồi. Lãnh thổ mình bây giờ rộng thênh thang này. Giải quyết lốt cái vùng này đi. Thằng nó định đổ bộ sang đây nó đánh thành này à? Thiếu lương thực. Bọn này nó bị thiếu lương thực. Vùng này nó sẽ tăng rất nhiều vào hỗ trợ cho ái trà. Đến đây thì không ngon rồi. Không có quân à? Mày đi đâu hết rồi? Đây, nếu mình không nhầm thì chính là cái vùng này nó được hỗ trợ đấy. Hay quá nhỉ, chiếm được cái vùng này khá nhiều tiền luôn. Dầu lứt đố đổ vãi vách luôn. Ồ, ông đệ của mình. Ông đệ của mình đứng tận đây rồi. Ăn luôn. Chiếm nốt hai cái thành này nữa là xong, mình sẽ không động gì đến cái vùng đất này, không lấy thêm một cái nào nữa luôn nữa. Còn lại để cho bọn đệ thôi. Rồi. Giàu có. Chu phú. Thanh niên này à? Định làm gì bây giờ? Ủa? Sao nó có mỗi cái thành này mà không chiếm được của nó? Nào eo ọt thế. Quân đội thì đông mà không đánh được chúng nó à? Phía dưới này để chúng nó áp đảo lại ghê đấy. Đến đây cho anh. Lần sau tấn công vào cái cánh này. Lực lượng dự bị của mình ở đây đủ để ngăn chặn bọn này nhỉ. Rồi, này. Ui, một người một ngựa thì làm ăn gì. Bốn mốt trung thành. Ôi, trung thành bây giờ tăng trở lại rất mạnh. Với lòng trung thành cao như thế này thì mình nghĩ là mình nên bổ nhiệm cho các cái tướng lĩnh của mình một xíu để cho nó. Bổ nhiệm cho phe của mình để nó tăng thêm cái ảnh hưởng lên phát. Ảnh hưởng phe mình lên, phe mình bây giờ ảnh hưởng lại bị thấp quá. Nền dân chủ lúc nào nó cũng là như vậy. Nền dân chủ là các bạn sẽ không thể quyết định, không thể áp đặt ý nghĩ của mình một cách tuyệt đối được, mà các bạn phải phụ thuộc vào các ý kiến của các phe phái khác. Không thể có cái chế độ chuyên chế được. Đó là dân chủ, và như thế nó mới là dân chủ.
rồi. Phía trên này chắc rồi. Trung thành của các phe đã tụt xuống một chút nhưng mà không sao, bây giờ nó cao như này rồi mình không sợ. Thì chính là mình muốn tăng cái điểm uy tín của mình lên một chút, lên cái mức trên 50%. Rồi. May quá mình đưa quân lên kịp lúc. Giúp thằng đệ để tấn công lại thằng Đức kia nữa. Ái chà, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy cái thành tỷ lệ không? Sakapak Hot Archer, tỷ lệ thắng của chúng ta là cực thấp. Không phải không có lý do khi mà tỷ lệ thủ thành công của trận này của chúng ta là 0%. Khi chúng nó cả hai đội xạ kỵ này, các bạn nhìn thấy không? Chúng ta lại có một trận đánh hay rồi. Trận này thì thực sự là không dễ dàng chút nào, các bạn ạ. Quan trọng là các bạn mình sẽ thủ như thế nào thôi. Đấy, bây giờ chưa biết thủ nào. Nó toàn xạ kỵ và xạ kỵ này mới là bậc thầy xạ kỵ này của mấy anh. Đây là tiền thân của Hung Nô sau này, cái vùng đất mà sau này nó trở thành Hung Nô ấy. Kapkazer. Chúng ta tỷ lệ thắng trận này là chúng ta 0%. Lại một trận đánh 0%. Và trận này chắc chắn quân địch sẽ không xông vào mà nó sẽ dùng xạ kỵ để bắn đến cùng. Mà giáp nó dày thế này thì mình chưa biết là xạ mình sẽ chống kiểu gì. Đấy. Với một cái thành như thế này mình sẽ chống kiểu gì? Field artillery, yours to command. Quân địch ở phía trước. Có lẽ mình sẽ lùi sâu một chút để hạn chế góc tấn công của đối phương. Đồng thời mình sẽ cố gắng tạo ra các cái vật cản để ngăn cản chặn không cho chúng nó tiến vào. Có thể nói là như vậy. Lâu lắm rồi mình mới được một trận đánh mà tỷ lệ thắng của chúng ta là 0% đấy các bạn. Cái tỷ lệ này thực sự là một con số rất ấn tượng với mình. Bởi vì đã từ lâu lắm rồi mình không có được những trận đánh khó khăn như vậy. Có lẽ mình sẽ cho phòng thủ phía đằng sau. Không chắc lắm nhưng có thể nó sẽ tấn công cả phía đằng sau. Trận này thì chúng ta chỉ có đứng và thủ thôi. Fight will stand and by. Stand and fight. Rồi. Trận này chúng ta thậm chí còn chưa có lực lượng dự bị. Lực lượng đến thủ thành. Chưa vào trận. Phá trận này sẽ. Enemy reinforcements approaching. Thôi chết, nó tấn công từ hai cánh. Điều đau đầu nhất là đã đến. Bị quân địch tấn công từ hai cánh. Double time. Advance at speed. Double time. Romans ready for duty. Eagle cohort. Chúng ta sẽ phải dàn lại quân rồi. Advance at speed. Ôi chúng nó tiến nhanh thế. Chúng nó tiến quá nhanh.
so với quy định. Nhanh dàn quân xuống. Restudo. Chờ chúng nó vào chút đã. Tấn công cho anh. Trời ơi, Testudo. Không chắc lắm nhưng mà đúng trận này thực sự là một trận đánh phải nói là hại não nhất luôn. Tấn công độ tầm xa của nó cho anh. Bắn vào đây. Cố gắng hạn chế tầm di chuyển của kỵ binh đối phương. Chúng ta đứng dưới chân đồi này là bị nó bị khuất tầm nhìn, nó cũng khó tấn công. Chúng ta đang đứng ở một cái vị trí rất là thuận lợi, nó là trên đỉnh đồi. À, sườn đồi. Đối với kỵ binh nói chung hay là xạ kỵ nói riêng, khi bị khuất tầm nhìn là nó sẽ mất, nó sẽ bị cản, nó khó tấn công hơn. Rồi, các đội bộ binh của nó thì mình hoàn toàn không sợ. Một trận đánh mà tỷ lệ 0%, mình rất thích những trận đánh như vậy. Nó đòi hỏi đầu óc các bạn phải có sự tính toán về chiến thuật, các bạn mới thắng được. Bởi vì là không phải có cơ, không có cơ sở để mà nhà phát hành game người ta tính toán rằng tỷ lệ bạn trận này bạn thua 100% đâu, thắng thất bại 100% thì có nghĩa là điều đấy đồng nghĩa với việc bạn thua 100%. Vậy thì họ phải có cơ sở, các bạn phải hiểu như vậy. Người ta không đặt một cách vu vơ. Rồi phía bên này cũng vậy, mình đang phụ rất tốt, tuyệt vời anh em, cố gắng lên. Bắn đi anh em. Đội quân của chúng ta bị tấn công rồi. Sao? Rồi, xạ kỵ và xông vào cận chiến thì chúng ta không sợ. Nhưng các bạn nhìn này, xạ kỵ của nó cũng được bọc giáp. Nên là chúng nó không phải dạng vừa đâu. Xạ kỵ mà được bọc giáp thì nó cũng hướng lắm thôi. Pháo của chúng ta có lẽ không cần bắn nữa. Chỉ có đội hình Testudo mới chịu được. Chúng ta đang đứng ở một rừng dừa nên là nó bị khuất tầm nhìn rất nhiều. Xạ kỵ của nó cũng bị hạn chế tầm nhìn khá nhiều. The enemy general is dead. Rồi. Cánh phía bên này có vẻ ổn rồi. Có lẽ là mình sẽ xoay pháo lại. Cánh bên dưới này có vẻ là đã ổn rồi. Nó còn có 9 thằng mà nó vẫn tấn công được kìa. Jupiter gives us strength!
Rồi. Đúng rồi. Chúng ta bỏ Testudo đi để lén phi lùn đó. One of our units has used all its ammunition. Ôi, what the hell? Pháo. Không ăn thua rồi. Pháo này nó ném kiểu này chết đấy. Quả. Chết cơ số con mình luôn. Này, kỵ binh của chúng ta gần như không làm được gì. Xong. Xong được một cánh. Mày chết. Saka Kantapak à? Ơ kìa. À thằng này nó hết tên. Nó hết tên rồi. Bắn tên vào đây cho anh. Cánh quân số 2. Nào, ngon thì vào đây. Ôi, toàn cựa ngựa bọc giáp các bạn nhìn nhá. Đối với đánh nhau với các đơn vị tầm xa, các bạn mà có thể chọn được địa hình mà nó làm sao để có thể làm khuất tầm nhìn của đối phương ấy, thì là các bạn sẽ giảm thiểu được cái sức mạnh của các đơn vị sẵn. May kích cỡ nữa. Newport Archer. Pháo này nó không thể tấn công được. Tấn công là trúng quân mình ngay. Cách duy nhất để chúng ta có thể tồn được là chúng ta phải áp sát đối phương. Chúng ta phải áp sát đối phương, nếu không chúng ta sẽ không làm gì được. Nhớ là không bao giờ được phép để tách đội hình ra. Áp sát ngay lập tức bộ binh đối phương, không được để cho các đơn vị tầm xa của nó có thể làm việc. Đó là cách để chúng ta có thể tồn tại được. Khi mà hai bên cận chiến áp sát vào nhau cận chiến rồi thì tầm xa sẽ không thể tấn công. Đó là các bạn phải nhớ như vậy. Khi mà cần tầm xa của đối phương không thể tấn công thì chúng ta bộ binh của La Mã hoàn toàn không biết sợ. Để chưa lưu cho anh. Ôi không ăn thua, bật Testudo lên. Quán đau lắm. Quân nó đông vãi lúa nhỉ. Ready for order. Toàn xạ kỵ rồi. Saka Katapa. Chúng ta cứ áp sát thế này thì nó không làm gì được chúng ta đâu. Rồi. Bọn này chính xác nó giống hệt hung nô luôn. Loại bỏ sức mạnh của hung thủ nó, xạ kỵ của nó thì nó gần như không còn làm gì được mình. Có thể nói đây là một trong những trận đánh để nó là một cái kinh nghiệm cho anh em khi đánh nhau với các đội quân phương Đông. Chung. Đơn vị mà nó rất mạnh về các đơn các vị xạ kỵ như lính tầm xa nói chung. Chúng ta phải áp sát đối phương. Các bạn phải nhớ là áp sát đối phương. Các bạn làm thế nào cũng được nhưng mà luôn luôn phải cố gắng áp sát đối phương.
Ái chà. Các bạn thấy không, xạ kỵ mà nó đánh cận chiến cũng rất hướng bởi vì nó có giáp rất dày. Ai à. Đây là chúng ta đã hết tên rồi, không thể đánh mãi được. Mình không chắc lắm đâu, nhưng mà không biết pháo của mình đã có thể sử dụng chưa. Bắn kiểu này mình e là có thể bắn chết cả quân mình pháo. Nhưng mà nếu không bắn thì mình cũng không có cách nào để tiêu diệt được chúng nó. Bởi vì cung thủ của mình đã hết tên rồi, mà chúng nó còn rất nhiều xạ kỵ như này. Rồi. The battle is turning in our favor. Ôi, khá là nguy hiểm đấy các bạn. Bắn kiểu này nguy hiểm lắm, rất dễ trúng quân mình. Nhưng chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Đó. Chúng ta không thể đuổi chúng nó được. Chúng chạy rất nhanh, chúng ta không thể đuổi được. Rồi. Nếu bị pháo giã liên tục như này chắc chúng nó sẽ mất tinh thần. Và hy vọng là chúng ta có thể chiến thắng trận này. Lùi lại đi em ơi. Mày hơi liều đấy. Rồi, chúng nó đang mất tinh thần do bị pháo bắn rồi. Rồi, những khẩu pháo của chúng ta đã kết thúc trận chiến này theo một cách riêng của chúng ta. Rồi. Đứng và chịu đòn. Đây không phải là đứng và chiến đấu mà là đứng và chịu đòn. Bắn bọn tầm xa cho anh. Ổn đấy. Chúng ta vẫn còn vài đơn vị cung thủ có thể tấn công. Tốt rồi. Orders. Fire.
Cố lên chịu đòn. Cố chịu đòn đấy các em. Tốt rồi, mình sẽ tạo một cái khe hở cho pháo nó bắn thẳng trực tiếp vào đây. À, ui dồi ôi. Heroic victory. Không, không, không phải tự nhiên mà heroic victory được đâu. Nếu như không phải là một trận đánh mà có thể nói là không biết dùng từ gì để miêu tả trận đánh này nữa. Tuyệt vời. Chúng ta đã chiến thắng một trận đánh mà tỷ lệ thắng của chúng ta là 0%. Rất tuyệt vời. Người thằng chí hầu của mình đã diệt mất tàn quân à? À, tốt. Chúng ta đang chuẩn bị, nhưng mà đây cũng là một lời cảnh báo đối với mình khi phải đối đầu với các đội quân ở phương phía bắc này rồi, vùng Capcas này rồi. Như trận này thì chúng ta có một cái thuận lợi là chúng ta có một cái vùng lãnh thổ khá tuyệt đấy, nhưng mà có một cái địa thế, nói chính xác là chúng ta có một cái địa thế khá tốt để có thể phòng thủ. Nhưng nếu như không có địa thế đấy thì chúng ta làm thế nào chứ? Thực sự mình chưa có phương án đâu. Thực sự là như vậy. Nếu như không có cái địa thế tốt như vậy thì mình chưa có phương án nào. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào thì thực sự là bây giờ mình đang băn khoăn. Đang có một chút băn khoăn. Nhưng mà chắc chắn thì chúng ta cũng phải làm gì đó thôi. Nhưng mà làm gì thì hiện tại mình chưa biết. Bởi vì đây là một vấn đề quá khó. Đó là một việc quá khó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và là các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.